Thời gian gần đây, một số sản phẩm được quảng cáo là mỹ phẩm được quảng cáo có tác dụng vượt quá tính năng vốn có của nó. Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế vừa yêu cầu nghiêm cấm các cơ sở sản xuất kinh doanh mỹ phẩm có thành phần nguồn gốc từ con người, nhất là nhau thai, tế bào gốc hay tinh trùng. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược cũng khẳng định các thành phần có nguồn gốc từ con người thuộc danh mục các chất không được phép sử dụng trong mỹ phẩm. Cho đến thời điểm hiện tại, cục quản lý dược không cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cho bất kỳ sản phẩm mỹ phẩm nào có chứa nhau thai và tế bào gốc hay tinh trùng có nguồn gốc từ con người. Cơ quan này cũng đề nghị Sở y tế các tỉnh thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các tổ chức cá nhân kinh doanh mỹ phẩm qua mạng internet nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động kinh doanh mỹ phẩm trái phép, mỹ phẩm giả, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.